Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống ra Hậu Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với chỗ Kinh Tám ở thành phố Thơ khác với cô chú. Giao lưu hôm nay thì anh cũng có một số cây cúc thọ hương hàng vàng mùa giáo thủ Đức F1 hả cô chú anh chị. Với lại cúc thọ hương hàng bonsai. Và phía sau lưng em là một cây siêu bông Sài Gòn ghép với phôi tứ quý nha cô chú anh chị. Có giống đang hot nữa là siêu bông Mình Lợi với lại Nhị Ngọc Toàn luôn ạ. Quý cô chú anh chị mình thích sưu tầm giống mới, mình liên hệ với số điện thoại của anh Tám giúp em luôn ạ. Em xin phép được vô clip luôn cô chú anh chị ha. Rồi. Xin chào chủ ơi. Rồi chào Hương, chào cô chú nhà nó ha. Chúc động hôm nay có lên hàng lên một clip mới ha, có đủ loại ha. Rồi đầu clip em vô cây số 51 là một cây ạch ha. Dạ. Đó, này mình chơi hai giống ha. Đó, bên này mình chơi hai quanh năm ha. Chơi lá được, chơi bông được luôn ha. Đó. Ngày thường mình chơi lá. Làm gì vậy? Cái này có đế đẹp luôn á, chết luôn. Nó nặng lắm á. Quanh 19. Dạ, 19 quanh cho chú. Cái sổ ghi là cũ là 50 ha. Cao 42. Ngang 66. Rồi mã 51 giao lưu giá 1.600.000 ha. Anh em bao xếp bao chậu của chú anh chị. Rồi 1.600.000 cho chú anh chị. Đó, em luôn mình lấy con được liền luôn á chú. Rồi em đã luôn ha. Mã số 52. Một cây giỡn nhung hả? Dáng siêu siêu luôn. Giỡn nhung ha. Cây này mình biết cũng già mùa đó, tôi cái chồng ghét cái kiếm vừa nó liền lạc luôn. Giỡn nhung hả cô chú anh nhỉ? Chân dài tới nóc cửa hả cô chú anh nhỉ? Này quá quái ha. Thấy quá quái. Rồi, tôi sẽ xuống đây. Hoành 24 ha. Tổng hoành đế nó là 91 ha. Nghĩ ngờ số số nhiều ta. Cao là 68. Ngang là 87. Rồi mã 52 giao lưu giá 1.600.000 ha. Ôi 1.800.000 ha. Ôi 6 quên lộn hoài trời. 1.600.000. Dạ 1.600.000. Cái dè muộn nha cô chú. Ghiền 1.600.000 đọc 1.800.000. Rồi em nói ha. Dạ mã số 53. Dạ mùa Thủ Đức là hàng chơi bông là đỉnh ha cô chú anh chị. Xưa giờ ha. Dạ mùa cái chồng ghép nó gần còn út ăn nó cô chú anh chị. Này cũng có lên xù à. Không mà. Già mùa dữ. Nó là đỉnh của đỉnh hồi xưa giờ ha. Nói Hữu Đức không là chơi là không nào qua nó đâu. Nó vậy. Hoành đo như chí này là 29 ha. Vị trí này là 10-35. Chiều cao là 80. Ngang là 78. Rồi cây 53 giao lưu giá 1.700.000 ha. Thủ Đức. Rồi 54. Một cây đại lộc ha. Không cao hết cao nha cô chú anh chị. Hết thân hơi cao mà đẹp ha. Đại lộc. Đang có nút nụ kim hết trơn rồi cô chú anh chị.
sạch hết rồi đấy. Nó còn về cái túi thuốc ăn rồi. Quần vị trí nào mà 27 ha. Thoát thân của nó là 56 ha. Chiều cao là 1m3 ha. Ngang là 92 ha. Rồi mã 54 Zalo giá 1.600.000 ha. Dạ thương đang dùng hết. Mã số 55. Chú nó khô luôn. 55 là e đã lọc á cô chú anh chị. Dạ em này cũng khôn cao luôn. Chị sao? Tàn không luôn hả? Mày hở hương á, ở đây hở hương á cô chú anh chị, lộn. Hở hương á. Này để giáp cậu. Để nó mới quá nha cô chú anh chị. Cộng ghế là cũng luôn. Quần 28. Chiều cao 1m3. Ngang là 90. Rồi mã 55 Zalo giá cũng 1.600.000 luôn ha. Dạ 1.600.000. Cúp họ hơn ha. 56 ha. Mã số 56. Nãy là 55 hả ta? Ừ. 56 ha. Cúp họ hương ha, mai tàn ghép họ hương ha, già mùa ha. Đính tàn luôn, đi chơi rồi, mới mất được luôn. Cái này tách chơi là không có còn nào che hết á, ủa chứ gì. Đang cài cài mới nữa nè. Tàn không nữa nha, cô chú. Cái này có đế củ nở nha, cô chú. Rồi. 57, 58, 59 nó luôn đi hả? 58 đâu? Quành 22 ha. Cao 1m3. Ngang là 1m ha. Rồi mã 56 giao lưu giá 1.700.000 ha. Dạ. 1.700.000 nha cô chú anh chị. Rồi. Ha. Dạ, 57 nha cô chú, cây này khá là cao luôn ạ. Tàn thì kính mặt luôn với cô chú anh chị ha. Rồi em xúc thở thôi. Cây tàn không không cao nha quý cô chú. Cây này chọc ghép cỡ từ cái điếc muốn ăn lên nó hút hết trơn cô chú anh chị. Dạ, rồi em xin cái nào luôn ha. Quành 19 ha. Cao 1m phơ ha. Ngang là 92 ha. Rồi 57 giao lô giá cũng 1.700.000 luôn ha cô chú chị. Bao xếp bao chỗ tới nhà luôn ha. 1 cái giỏ nhung ha. Giáo nhung. Nhung mà đế quýp ha. Ở đế cũng đế Hà Bá luôn ha. Bệ đế luôn cô chú chị. Cái bệ ức cô dài ha. Cái dưới này cũng có gửi lót hết trơn luôn chị. Nhìn nó cũng quái quái lắm rồi. Còn hàng già mùa chột ghép kéo nhựa liền lạc luôn rồi cô chú chị. Dạ dạ. Dạ nhung. Rồi hoành đo ngay vị trí này ha, là 29 ha. Cũ của nó là 76 ha. Nói chừng chứng. Chiều cao mét cử ha. Ngang là 100. Rồi mã 58 giao lưu giá 4.400.000 ha. Dạ, giáo nhung 4.400.000 ừ, bao xếp bao chậu luôn ha. Dạ.
mã số 59. 59. Một cây hú tăng ha, già mùa ha. Đèn kính mịt luôn ha mấy cô chú anh chị. Hú tăng già mùa. Đang đi thêm cây đợt mới đó nha cô chú anh chị, lá mất ruột luôn ha. Dạ, bỏ đổi rồi sao rồi. Cái tàn bên trong dày lắm nha cô chú anh chị. Để ngoài là nó đủ nắng nó chưa đâu. Cái này thì hấp hơi hấp nha mà. Dạ dạ. Đây đã chặn gió mới ta cho gỗ vô hộp rồi. Chỉnh mưa lớn lắm phải gì đâu. Quành 24 ha. Gió thì gió gái là cao 1m rưỡi ha. Ngang 1m4 ha. Rồi mã 59 Zalo giá 3 triệu 1 ha. Dạ 3 triệu 1. Mùa ha của chú anh chị. Mã 60. Đó đó, vô clip mà vậy không á. Ứng đọc mà vậy chắc được rồi. Vương nó gãy đầu luôn kìa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Đó. Hàng quýt thật ơi. Cô đế nhìn thấy là quýt hả cô chú anh chị? Già mùa luôn ha. Cái này già mùa ha. Cái này nãy hổm ừng thơ hả? Ừ. Tại vậy vậy? Này cho lên Kiên Giang. Quanh 17. Anh chưa hiểu đâu. Thì đó chưa hiểu đâu. Bộ đế nôm đó là 42 ha. Cũ mình giờ dưới đây coi ha. Đây là 71 ha. Hiểu đâu hiểu đâu. Tao nói là bí ẩn quá. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu trong kiệt thôi. Cao là 86 ha. Ngang là 80. Rồi này cho đi Long An đi, mã 60 thì cho nó giao lưu giá 6 triệu 2 nha. Dạ, 6 triệu 200 ngàn. Cúp họ Hương ha. Dạ. Hiểu, bà nói ai hiểu được. 61 ha, ưu chú anh chị một cây mai xù ha, vậy xù hết 90% mà ha. Lùng lực luôn với cô chú anh chị. Cây này cũng là hàng già mùa luôn, tôi chú cái chọc ghép rất là to luôn ha. Gầm rút ngày. Trước cây cũng ngày đi. Mai mùng 1, mùng 2 nút. Cây này xù dữ lắm ha. Ừ. Xù cỡ rất là nhiều luôn quý cô chú. Còn chút con này là bích luôn hết cô chú anh chị. Cây này là đáng sưu tầm ha, rất của Hòa Hương ha. Xù mà có đế nha cô chú. Cái xe bỏ xuống luôn. Nước cho mẹ chiếc xe 100 trở lên. Vậy chí nè 35 ứng vậy. Cái cổ đặt của nó, cổ đặt ha, tính cổ đặt họ tính hết cái hoành đế của nó ha. Cổ đặt đó là 59 hay ứng vậy. Không hả? Khoan để em đo chính cái ghế này. Để em mốt luôn chị. Cô đặt ở 30. Cô đặt ở 53 hả? Dạ, 53. Nãy đo chính cái cộng ghế mà mốt. Chiều cao 90 ha. Ngang 110 ha chú anh chị. Rồi mã 61 giao lưu giá 15 triệu ha. Dạ. Bao chép bao chậu luôn ha. Một cây mai xù ha. Dạ, mai vàng xù như cô chú anh chị hàng mai cây ha. Già mùa lắm cô chú. Rồi tiếp theo là mã 62 một con thú ha. Con này biết con gì thì nhông gì cũng được hết á. Con hu cổ hoặc con chó gió dữ á, chó cao cao đó. Đủ 4 giờ hả con gì.
cái chân nó cũng khá là lực với cô chú anh chị ha. Có ở đùi ha. Đây nó có một bú luôn đó mấy cô chú anh chị. Cây này bán ở cô chú anh chị nào chốt gì chơi già mùa bán giá hữu nghị luôn. Ngày bán để hành lý luôn, một con thú luôn. Dạ. Cúc họ hương là già mùa ha. Dạ, bán hành lý con thú này. Đâu cây giả con chút, giả giả cũng phải đặt không? Đứng đây nó quay ra, để ông bán còn đưa chơi. Thôi để ngoài đi gì? Chơi luôn mà kể đi đi ngoài đi quay vô quay ra hoành 29 hả cô chú anh chị tổng số hình đế của nó là 74 dài con thú nó thú này nó ngắn dài có 24 hả cô chú anh chị cao của nó là 22 ha quý vị. Cao giò nó 22, chiều cao của nó là 85 ha. Ngang là 103 ha. Rồi, cây này em báo giá của chú anh chị đừng trả giá em nữa. Một con thú này bán giá hu hồi vốn mà lỗ luôn rồi, không có lời của chú anh chị. 6 ổ 5 triệu rưỡi của chú anh chị. Hu hồi vốn luôn á. 5 triệu rưỡi. Đừng trả giá em cây này nữa ha. Này em quay cây này quay cũng 2 clip rồi ha. Này quay lại bán để bán ha của chú anh chị. Hạ xuống để bán của chú anh chị rồi đó. Để em nuôi lại nữa ha. 63. 63 ha. Một cây cúc Tây Thi ha. Dạ, cúc Tây Thi cây phơm cao lớn. Cây này là tỉnh ở đỉnh ha, nhà nào có biệt thự kinh ngay này về để hết che ha. Cây này ghép cũng già mùa nó cô chú anh chị, em thấy cái chột ghép nó cũng liền lạc luôn rồi cô chú. Tây thi. Thi à, thi à. Lá nó cũng đẹp ha, lá nó đỏ ẩn ẩn đỏ ha, đẹp ha. Hồng hồng. Chột ghép là cái nó cái luôn cô chú. Bồ đế hỏi che ngồi sững lên. Cái này nó gom nồi đế cô chú chị gom cũ nha. Rồi em xin tất cả luôn anh ơi. Này vậy cô chú chị mình chà ra ngoài vàng lính vậy hả cô chú? Hoành 27 ha. Tổng của hoành đế tổng của hoành đế của nó là 115 ha. Chiều cao 1m7 ha. Ngang 1m4. Rồi mã 63 em giao lưu giá 5 triệu 500 ngàn. 5 triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Mã số 63 cúc Tây Thi vàng mùa. Đây đi thêm cây đọc mới nha. Cái đọc nó đã heo cô chú anh chị nha. Cái này nó liền hết hả cô chú anh chị? Mà cắt nó à. Cái gần liền hết nữa. Thấy không? Già mùa lắm. Tây Thi giờ già mùa hay hiếm mà. Còn cái nó dữ lắm nha các chị. Lên liền. 64 mà một cây cúc quýp ha cô chú anh chị. Này quýp luôn á. Cái này cũng phơm cao thành thông luôn nha cô chú anh chị. Cái này nè đang ra thanh cơi này nó là bích luôn ha cô anh chị. Cây này không chơi chơi cây nào của chú anh chị ơi. Giá là cũng dễ chơi luôn á. Quá luôn. Trời luôn nè. Tàn thì dày mệt luôn, không có bị lép nữa cho chú anh chị. Cây này với cây Samba chơi cặp để cửa ok liền ha chú anh chị. Cặp này chơi là ưng ý lắm á. Có mười mấy củ à, cặp này có mười mấy củ cô chú anh chị đem về là chọc ghép nó kéo nhỏ nó liền lẹt luôn rồi cô chú anh chị ha. Đế nữa hả? Thân lắm, đế gom mà nó gom rồi đế luôn. Gom lại cái cọng rễ nó lực lắm mấy cô chú anh chị. Này súng bồ mà hỏi chê nữa ha. Cặp này súng bồ mà không biết còn gì mà nó chê hết nè. Tết này nó ra kẹo cây luôn á.
Rồi quanh vị trí này là 28 ha cô chú anh chị. Dạ 28 quanh. 28. Cô đặt của nó coi. Rồi cô đặt của nó là 49 ha, không dính bặn gì hết nè. Rễ cắm của nó là 27 ha. Chiều cao nó 1m7 luôn. Ngang là 1m3, 1m4 à. 1m4 ha cô chú anh chị. Rồi cây mã 64 giao lưu giá 5.600.000 cô chú anh chị. Dạ một cây cúc VIP nha quý cô chú anh chị. Chơi cặp với cây kia là hỏi còn gì để nói ha, cặp có 10 11 12 củ ha cô chú anh chị. Xứng đáng luôn đó. Nhà lớn lớn là chơi cặp này xuống làm cái bồn mà xứng đáng luôn. Đó. sáu mươi lăm một cây tứ quý ghép siêu bông Sài Gòn chú anh chị. Dạ. Cây này sai đại luôn với chú anh chị nha. Cây này đỉnh của đỉnh hả chú anh chị. Dạ, siêu bông Sài Gòn ghép với cây tứ quý, cái chọt ghép mà nó cỡ từ cái ngón út thằng lên ngón cái luôn rồi nha cô chú. Tết này chơi bông là vi vu luôn à. Bộ đế là nè chú anh chị. Nhìn bộ đế là đều hết ha, không thiếu khoảng nào hết ha. Đế 24 giờ luôn quý cô chú anh chị. Nó kẹo là chậu cám mà nó đặt luôn ha, này còn hơi ép chậu cô chú anh chị. Mai chồng hơi ép ha, ở dưới là còn đế nữa ha. Em chồng không có ấy lên ha, khai thác lên hơi ấy quá ha. Nên cái này để gì già già chút ha, đứa khai thác ra ha. Không có trắng vết đế nào luôn á. Đế nó chảy đều mà nó bấu xuống rồi nha cô chú. Cái phôi này thì dốt ngọn luôn à. Phôi này nó lực lắm rồi cô chú chị, dót lên trên nè. Đây, quành của nó đây. Quành nó bây giờ em để là 51 thôi cô chú chị. Này 52 em tính 51 rồi đó. Đó. Hoành nó hả cô chú chị, đó. Kính dây hết nè, em để vậy luôn đó. Cái này thì nở ngậu, dốt ngậu luôn quý cô chú chị. Cái này thì dốt là đẹp lắm ha. Tổng là để của nó. Đây. Chắc cỡ 2 thước dây đó cô chú chị. Đo 2 thước luôn chứ gì. Không tới 2 thước chứ gì. Tổng hoành để nó khoảng một thước hai thước mấy ạ, khoảng hai thước mốt cô chú anh chị ơi, hai thước tư á, cảm ơn đế nó cây này lực dữ lắm cây luôn. Tứ quý và cây đẹp gì nó không còn gì chê nó. Khó khăn của nó, thân của nó có 34 cô chú anh chị. Chiều cao em nó là có 1 thước 3 ha. Ngang là 107 ha. Rồi mã 65 em giao lưu giá của chú anh chị gần xa là 36 triệu, em bao xếp bao chậu luôn của chú anh chị. Cái này cũng 200 km trở lại ha của chú anh chị. Chậu ghét bụi trẻ đều đẹp, không có bị lép bên nào luôn nha quý cô chú anh chị ha. Tứ quý ghép với siêu bông Sài Gòn. Rồi mã 65 mà mã cuối của clip ngày hôm nay ha. Rồi em rất cảm ơn cô chú vừa qua ủng hộ em ha, mong cô chú tiếp tục ủng hộ em ha. Cô chú anh chị nào chốt cây này đi, may mắn là cây này em bao xếp Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh ha, thành phố trở lại ha cô chú anh chị. Rồi. Rồi. Luôn theo dõi ủng hộ kênh ạ. À, chúc cô chú mình sẽ chọn được những cây ân ý, chọn được những mây mới quý cô chú. Em xin chào kết thúc clip tại đây luôn ạ.